Phật thích ca mâu ni hôm nay giảng tới bài đắc thú lâm tuyền thành đạo ca khi giảng bài này tôi nói một vài ý để cho tất cả quý vị thấy bởi vì cái bài trước là bài cư trần lạc đạo phú để nói lên thời gian ngài còn làm thái thượng hoàng đây tôi nói ngài tức là chỉ cho vua trần nhân tông lúc còn làm thái thượng hoàng đang ở cái địa vị Thái Thượng Hoàng với tư cách là cư sĩ. Ngài nhìn thấy Phật Pháp như thế nào thì Thầy Ngài diễn đạt với tư cách cư sĩ cho chúng ta biết, chúng ta thấy và chúng ta ứng dụng tu trong cái hoàn cảnh cư sĩ. Nhưng đến đây, thì Ngài đã giao hết ngôi lại cho con. Ngài xuất gia, đi tu xuất gia. Thì như vậy, bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca là bài ca trong khi Ngài đến ở rừng, ở suối, tu hành đạt đạo. Thì cái bài ca này mang đầy đủ tính chất của người xuất gia và đầy đủ tính chất của người thấy đạo đạt đạo đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng chứ nếu mà chúng ta chỉ học cái bài trước thì dường như ngài khuyến khích ở tại gia tu chứ không có khuyến khích xuất gia nhưng đến bài này thì chúng ta thấy ngài nói rõ với thái độ với tư cách người xuất gia rồi đến khi đạt đạo vân vân cho mọi người biết trên đường tu của ngài đó là một ý thứ nhất ý thứ hai là ngài đi tu nếu mà nói như ở trung quốc thì có một ông cư sĩ ngộ đạo kể cả gia đình là bàn long quẩn ông suốt đời chỉ làm cư sĩ tu ngộ đạo mà không có đi truyền bá với ai ở đâu mà chỉ giáo hóa gia đình thôi rồi ở việt nam trong đời trần thì có ngài tuệ trung thượng sĩ cũng với tư cách cư sĩ tu ngộ đạo rồi cũng chỉ ứng dụng trong phạm vi cư sĩ thôi đến như vua trần nhân tông khi thấy đạo từ thuở bé nhưng đến lúc làm thái thượng hoàng mỗi ngày tức là trong thời gian 6 năm mỗi ngày làm việc một buổi còn một buổi rảnh rang ngài nghiên cứu kinh điển thấu suốt được lý thiền cho nên ngài làm cái bài cư trần lạc đạo nhưng bây giờ ngài thấy rằng nếu giữ tư cách cư sĩ tu lợi cho mình, lợi cho người thân chung quanh mà không lợi cho sự truyền bá chánh pháp. Cho nên Ngài quyết định xuất gia. Hơn nữa, có đi sâu trong đạo chúng ta mới biết có khi chúng ta tu sáng được lẽ thực, biết rõ lẽ thực nhưng mà chưa sống được lẽ thực. Tại sao? bởi vì bao nhiêu công việc dồn dập đa đoan không có giờ để cho chúng ta sống với cái lẽ thực đó thì ở đây có lẽ ngài trần nhân tông cũng thấy được điều đó cho nên ngài phải quyết tâm vào núi vào rừng ở một mình trong cảnh cô quạnh đó để sống được với cái lực lẽ thực mà Ngài đã thấy. Khi sống được với nó rồi, Thầy Ngài vui mừng cho là đã thành đạo. Vì vậy mà có bài ca thành đạo. Nghĩa là đạt đạo rồi, vui mừng ca hát. Thì cái bài ca này là bài ca khi thấy mình sống được hoàn toàn với đạo. Đó, vì vậy mà gọi là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, bài ca Thành Đạo. Quý vị nghe nhớ kỹ cái điều đó thì như vậy chúng ta mới thấy cái con đường truyền bá Phật pháp của ngài ban đầu thì giới hạn bản thân ngài với trong gia đình ngài nhưng mà rồi sau này ngài đi tu đạo ngài mới đi truyền bá khắp dân gian thì như vậy rõ ràng cái ý nghĩa siêu thoát đem đạo lý lại cho mọi người hơn thế nữa lại có một cái lý mà tất cả chúng ta phải nhận cho ra ở đây đạo phật cái việt nam người đi tu trong khi còn là cư sĩ dù thấy đạo tới đâu cũng là tư cách cư sĩ không phải là cái người kế thừa truyền bá chánh pháp của phật đúng là tinh thần giải thoát sinh tử là người xuất gia nếu là người cư sĩ truyền đạo thì nó cũng là thế tục quá thôi chứ không có giải thoát vì vậy mà ngài muốn nối tiếp cái ngọn đèn chánh pháp hướng dẫn mọi người tiến đến giải thoát sinh tử cho nên ngài phải xuất gia Ngài xuất gia thì những người kế thừa của Ngài đều là những người kế thừa cái dòng Tu giải thoát sinh tử không có bị thế tục quá. Còn như ở bên Nhật thì từ sau vô minh trị thiên hoàng thì tất cả người tu ở chùa hồi còn bé cho tới 30 tuổi thì phải hoàn tục xuất gia. À? sức trở lại hoàn tục người xuất gia trở lại hoàn tục có gia đình như vậy thì cái đoạn đầu lại là giải thoát đoạn kế lại là ràng buộc cho nên biến thành thế tục quá cái đạo thoát là bây giờ chúng ta thấy đang kẹt ở trong thế đó hiểu vậy thì chúng ta mới thấy cái tinh thần Phật giáo Việt Nam nó trong sáng, nó tốt đẹp, rõ ràng chứ nó không có bị làm cho người tu giải thoát trở thành oan ố. Đó là cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Bởi vậy chúng ta học ở đây học để thấy cái hay cái truyền thống đẹp đẽ của tổ tiên mình tu theo đạo Phật để rồi mình học hỏi lấy khi nào là cư sĩ thì làm bổn phận cư sĩ khi nào xuất gia thì làm tròn tư cách xuất gia để cứu người để đưa người tới giải thoát sinh tử đó là cái mục tiêu chủ yếu mà đức phật thích ca đã ứng dụng như vậy mới không đi lệch với phật giáo căn bản từ thuở ban đầu đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái thâm ý trước khi chúng ta học như vậy ở đây đắc thú lâm tuyền đã thành đạo ca đúng là cái bài ca này là vậy bài ca thành đạo nhưng rồi đắc thú lâm tuyền là gì ở đây chữ thú nó có hai ý một ý là đến à, đến được núi rừng còn công ý nữa là được vui thích gọi là thích thú đó được vui thích À, được cái vui với rừng suối à, vui ở nơi vắng vẻ suối rừng rồi tu thành đạo à, thì cái ý nghĩa đó nó cũng rất rõ và đi sau trong bài xin có nhân thân ấy là quả cả ai cốc Ai hay cóc được Mới ốc là đã Đó Sinh có nhân thân Nó là có thân này Đều là quả hết Tại sao vậy Bởi vì có thân này Thì không tránh khỏi Già bệnh chết Già bệnh chết có quả không Mà có người nào khỏi không như vậy thì có thân này là có già, có bệnh, có chết. Ba cái đó là quả. Mà có quả thì có khổ. Như vậy có thân tức là có khổ. Phải không? Phải biết rõ như vậy. Ai hay cóc được, tức là người nào mà hay biết được như vậy đó, mới ốc là đã, chứ ốc là gọi chứ đã là thông suốt. À. Ai mà hay biết được như vậy mới gọi là người thông suốt, người thấu hiểu. Bây giờ tất cả ở đây là người xuất gia hết, quý vị có hiểu được cái câu này hết chưa? Có hiểu thấu cái ý này chưa? Có thân là có khổ. Biết rõ như vậy Chữ quả đó là khổ Có thân là có khổ Nhưng mà biết thân Có thân có khổ Bây giờ chúng ta phải làm sao Tự tử cho rồi Phải không Cho hết thân Mà hết thân tức là hết khổ Phải vậy không Ở nhà Phật nói không phải vậy Có thân là có khổ Bởi vậy được thân rồi Chúng ta phải làm sao để dứt hết cái mầm đau khổ ở mai sau đó, dứt hết cái mầm đau khổ ở mai sau đó là thông minh đó là sáng suốt chứ đừng nói thần khổ tôi chết phức cái cho rồi hết khổ đó là một cái lầm lẫn lớn lao có thân là có khổ nhưng đã mang thân thì chúng ta đã có cái chủng tử đã có những hạt giống mê lầm của từ thuở nào bây giờ làm sao chuyển đổi cái hạt giống mê làm đó trở thành giác ngộ thì như vậy chúng ta mới hết khổ đó là giết được cái mầm đau khổ ở tương lai còn nếu mà tự tử chết thì nó còn khổ liền liền thân này chưa giết cái giết sớm cái có thân khác kéo dài thêm rồi nếu tự tử nó có thân khác Thì khổ thêm khổ cái chết là khổ cái chết đâu phải sung sướng phải không tự tử tưởng này sung sướng mà đâu phải đó là cái khổ như vậy biết có thân là có khổ mà chúng ta không có chối bỏ thân không có chạy trốn thân mượn cái thân mượn cái khổ để dứt hết mầm khổ đó là khôn ngoan đó là khéo tu đó. thì như vậy bốn câu đầu mở màn ngài đã nói lên cái tinh thần giải thoát Tu là phải giải, giải thoát sinh tử mới thấy khổ. Còn trong sinh tử là không bao giờ thấy khổ. Bởi vậy chỉ mới ốc là đã đó. Cái câu đó nói suốt được rồi đó. Mới gọi là người thông suốt. Tuần này mà ngẫm ta lại xa ta. Đắc ý trong, trong lòng cười riêng ha hả. Đó, câu này diễn tả cái thích thú ở Lâm Tuyền Tuần này mà ngắm Tuần này tức là thời gian này đó Ngồi lại mà ngắm nghĩ ngẫm nghĩ gì sao Ta lại xá ta Chỉ xá là phục Ta lại phục ta Nghĩa là bây giờ vào trong núi rừng Ở được rồi Ngồi rảnh ngắm nghĩ lại Mình phục mình quá chừng phục mình quá chừng bởi phục mình cho nên đắc ý trong lòng cười riêng ha hả ngồi mình cười ha hả trời nghĩ mình làm việc chưa từng có việc đời ít ai làm được mà mình làm được không đắc ý sao được không cười ha ha, ha sao được Nó. như vậy thì quý vị thấy cái hình ảnh diễn tả đắc thú lâm Tuyền của ngài hết sức là cụ thể phải không đắc ý trong lòng cười riêng ha hả, rồi vậy như vậy thì tại sao mà ngài đắc ý? Đây công danh chẳng trọng phú quý chẳng màng tầng hán xưa kia xem đà nhàn sở dĩ ngài đắc ý trong lòng cười riêng ha hả là gì? Đối với công danh ngài không bị vướng mắt Đối với phú quý Ngài cũng không có màn không có kể Công danh phú quý Ngài gác qua một bên Đó là một cái chỗ đắc ý nhất Mình đã làm được một việc khó làm Rồi Tại sao mà mình làm được cái đó Bởi vì nhớ lại Xưa kia Đời Tần, đời Hán ở Trung Hoa Ông nào cũng làm vua làm Gồm thâu thiên hạ Mà rốt cuộc rồi Xem ra Nhàn hả, nhàn là hèn đó Hèn hả, không có gì hết Rốt cuộc rồi ông nào cũng chết Không ra gì à, Như vậy, mình cũng được làm vua Mình bỏ công danh Bỏ phú quý ra đi So với các ông trước, mình còn hơn Còn quý hơn Cho nên đắc ý mà vui Cười hả hả Như vậy thì Hết một cái đoạn Ngài vui thích trong lòng Và cái khả năng dẹp bỏ công danh phú quý của ngài làm cho ngài hết sức là đắc ý bây giờ yên bề phận khó kiếm chốn dưỡng thân khuất tịch non cao náo mình sơn giả yên bề yên bề phận khó chứ khó là nghèo nghèo khó đó nó là cam chịu cái phận nghèo thiếu kiếm chốn dưỡng thân tức là kiếm những chỗ vắng vẻ không có người để ở khuất tịch non cao tức là chỗ vắng vẻ ở trên non cao rồi náo mình sơn giá, tức là ẩn mình ở nơi núi nơi rừng chứ không có ở chỗ thành thị kinh đô nữa rồi khi đó cuộc sống sống với ai vượng mừng hữu hủ hỷ làm bạn cùng ta vắng vẻ ngàn kia thân lòng hỷ xá nó, lúc ở trong rừng trong núi vắng vẻ này được vui với ai vui với vượng với khỉ nó, vượng khỉ nó chơi vui nó tới nó kiếm ăn rồi chắc lẽ ngài cũng có cơm rồi cho nó ăn thành ra chơi vui cho nên vượng mừng hữu hỷ làm bạn cùng ta thành ra hồi ở triều đình thì bao nhiêu quan quân hầu hạ cung phi mỹ nữ đầy đủ mà bây giờ vô trong núi trong rừng hữu hủ hỷ vô vượng với khỉ lẽ ra người ta còn tâm phàm tục thì tuổi lắm phải không còn ngài được vậy Ngày vui ngày mừng vắng vẻ ngàn kia thân lòng hỷ xã Nghĩa là ở trong cái cảnh ngàn đó là rừng, ngàn cây đó, rừng cây. Vắng vẻ ở chốn rừng cây kia, thân và lòng đều là hỷ xả hết, vui vẻ bỏ hết, không có tiếc, không có núi một cái gì. Tất cả cái mà thân thọ hưởng, cái mà tâm được vừa ý đó đều bỏ hết, vui vẻ bỏ hết, không còn tiếc núi một chút nào thanh nhàn vô sự quét tước đài hoa thờ phụng bụt trời đêm ngày hương quả đó. ở đó ngài làm gì ở đó thì thanh nhàn vô sự tức là rảnh rang không có bận biểu việc gì hết quét tước đài hoa rồi cầm chổi để quét trên cái đài của phật thờ phật đó trên bàn phật rồi thờ phụng Phật trời đêm ngày hương quả ăn đêm thì đốt đèn đốt nhang và ngày thì rửa rái ly tách <laughs> như vậy một ông vua đi làm như vậy thấy có tuổi không mà ngài rất là vui rất là quan hỷ còn mình bây giờ trụ trì ít có khi nào mà chịu đi lao bằng phật lắm ha <laughs> cái đó là kêu điệu chúng chứ mình không có làm đâu còn ngài thì ngài đi lao chùi vàng phật nè thờ phật thờ trời bằng đêm bằng hôm thì đốt đèn đốt hương đó, giống như một ông điệu vậy thôi mình làm mình sống chứ không có nhờ ai hết như vậy thì mới thấy khi ngài đi tu ngài có chúng đông không không có mới có người hầu hạ thì tự họ lo mấy chuyện này hết rồi phải không? Mà chính có một mình vắng vẻ như vậy. Đó, đọc những đoạn này, rồi chúng ta mới thấy được con người của Ngài đi làm một việc gì thì làm cho đúng cái ý nghĩa của nó. Sức gia là sức gia, chứ không có sức gia là đem lên năm bảy trăm người hầu hạ, không có chuyện đó. Ừ. Tụng kinh niệm bục, chúc thánh khẩn cầu, tam hữu tư ân, ta nguyện được bả như à. vậy thì thời gian ở trên núi ngài lo hương đèn cúng phật xong rồi thì tụng kinh rồi thì niệm phật rồi chúc thánh khẩn cầu tức là khi mình phục nguyện cầu cho đất quốc thế dân an cầu để đền đáp tứ ân tam hữu đó à bây giờ tứ ăn tam hữu mấy người tu mới mới chắc chưa thuộc đâu ha thuộc không bây giờ thử nói tứ ăn là gì tứ ăn là gì một đặt cái nào trước còi bò nó hơi Lộn đầu lộn đuôi rồi đó Một là Ăn gì Hai Ba Bốn à, đó Quốc vương là cái ân sao Tại sao vậy Trước thì có cha mẹ Mới có thân mình à, Rồi kế đó Có thầy tổ mới biết đạo lý Phải không à rồi kế đó có đàn việt nuôi mới sống sống tu thì nguyện cho quốc thế dân an là đền ơn quốc gia đất nước Nó đi thứ tự vậy bởi vậy không nhắc thì người ta dễ quên lắm đó là tứ an rồi tam hữu là gì cõi nào thì cõi nào dục giới sắc giới và vô sắc giới như vậy ở trong đạo Phật nói cái thế gian này nó có chia ra làm ba phần một phần thế gian có hình tướng có ái dục người ta sanh ở đó thì gọi là dục giới hai là cái thái gia thế gian có hình tướng mà không có ái dục thì gọi đó là sắc giới hay là ít có ái dục thì gọi là sắc giới ba là cái thế gian không có hình tướng chỉ còn tâm thức đó là vô sắc giới như vậy cái nhìn của đạo Phật nó suốt còn mình bây giờ chỉ thế gian dục giới mình biết chưa hết thôi phải không tìm chưa ra hết huống nữa là sắc giới vô sắc giới nên cái hiểu của thế gian còn giới hạn lắm như vậy thì ngài tu ngài cầu nguyện cái gì cầu nguyện làm sao cho được đạo để đền đáp bốn ân để ra khỏi ba cõi chứ không phải tu mà chỉ để cho có phước đời sau hưởng Nó như vậy thì tam hữu và tứ ân ta nguyện được trả trả đủ hết chứ không có thiếu à, như vậy đó là cái tâm tư của cái người xuất gia bước chân vào đạo thì phải làm những điều đó còn bây giờ niềm lòng vằng vặc giác tính quang quan chẳng còn bị thử tranh nhân chấp ngã đó là nói cái bên ngoài đối tứ ăn tam hữu bây giờ nói cái bên trong bên trong chúng ta phải tu thế nào nó niềm lòng vằng vặc niềm tức là niệm đó trong lòng những cái niệm nó đều vằng vặt tức là lặng lẽ trong sáng Nga. lặng lẽ trong sáng chứ không phải là còn lăng xăng lộn xộn như chúng ta ngày nay bởi vì những niệm lăng xăng đó là ngào đục chứ không ở trong sáng bởi vậy cho nên với cái trong tâm niệm của mình thì luôn luôn trong sáng giác tính hoang hoang tức là cái tính giác lúc nào cũng rỡ rỡ chứ không có bị quên không bị mờ lòng mình tâm mình thì luôn luôn lặng lẽ trong sáng còn tính giác mình lúc nào cũng rỡ ràng không có vắng thiếu à, hai cái câu này thật là khó mà thực hiện được lòng mình vằn vặt được chưa? Tu 5 năm 10 năm, mười năm, hai ba chục năm mà nó vặt vằn vặt chưa? Cũng vẫn chưa, phải không? Như vậy thì mới thấy với cái đạo lực của Ngài mạnh mẽ vào tu thì phải làm sao cho cái tâm mình nó lặng lẽ, trong sáng. Làm sao cho giác tính của mình lúc nào cũng rõ ràng hiện tiền giác tính như bữa hôm qua tôi đã nói giác là cái gì giác tính là cái gì tức là cái giác sẵn của chính mình cho nó rõ ràng hiện tại hiện tiền Tại sao mà cái đó gọi là giác tính Còn mọi vật ở ngoài thì không tính Cái giác là có có tính Còn các pháp lại không tính Bởi vì các pháp Nó duyên hợp Trước không có cái sẵn Phải không? Không có cái sẵn gọi là không tính Còn cái giác của mình nó sẵn có từ thuở nào mình không biết Có mình là đã có nó Đã có là sẵn nó, Như vậy rồi tính giác khi có mình là đã có nó Gọi đó là tính giác Còn phân biệt hiểu biết khôn dạy đó Cái đó có sẵn không? Tức là đợi học, đợi người ta nói mình mới biết Còn cái tính giác là cái sẵn Cho nên nói là tính giác cái đã sẵn từ thuở nào, từ bao giờ mình không biết có mình là có nó. Cho nên về cái tính giác là giác thì có tính mà sự vật thì vô tính là không tính. Nhớ như vậy. Bởi vì sự vật không có cái sẵn. Một cái nhà không có sẵn cái nhà nhờ tất cả dụng cụ chung hợp lại, vật liệu chung hợp lại kết thành cái nhà. Cho nên trước không có sẵn cái nhà Cái bàn, cái ghế, con người cũng vậy Không có cái sẵn Mà chỉ đợi đủ duyên tụ hợp mới có Vậy mà nói không tính à. Còn cái giác là cái sẵn thở nào Cho nên là tính giác cái Nó có cái sẵn Ta nên nhắc kỹ Chữ tính là sẵn chứ không gì hết Sẵn Cho nên nó sẵn có thì gọi là tính nó sẵn có cái giác gọi là tính giác nhưng bây giờ tất cả quý vị xét kỹ coi chúng ta có sẵn tính giác không và tính giác có lúc nào vắng mặt nơi mình không đó là cái vấn đề mà tôi muốn đặt ra cho quý vị thấy để tu bây giờ tính giác có lúc nào sẵn ở mình không có lúc nào sẵn không Hay lâu lâu mới trồi lên chút Giờ câu nói đó Câu hỏi đó Quý vị nghiệm thật kỹ coi Nó đang có sẵn Hay là lâu lâu Mình tỉnh cái nó trồi ra chút Cái mất Nói sao cho hợp lý Nó đang có sẵn Đang có sẵn mà tại mình quên chứ không phải là lâu lâu nó mới trồi lên nếu lâu nó trồi tức là nó không phải thường mà nó thường có bởi vậy hỏi ông tới ở đâu tới đây ở đâu đó mới tới uống trà đi rồi ông kia ở đâu tới cũng nói mới tới uống trà đi thì những chuyện mới như cũng chuyện mít chơi vậy. mà biết uống trà khi đưa trà tách trà lên uống mới suy nghĩ gì không? Uống trà là uống trà. Thì biết uống đó là nó đã sẵn từ thôi. Biết thở, biết nói, biết đi. Lúc nào không biết. Cái biết nó hiện tiền. Mà tại trong đầu mình không chịu chứa nó, không chịu dừng ở chỗ đó. Cứ dùng, dùng cái lăng xăng hôm qua hôm kia lượm lặt được, cái dồn nó vô rồi nhớ tới nhớ lui ôm qua ôm lại phân biệt phải quấy hơn thua lộn xộn cả ngày phải không quên mất cái hiện tiền của mình như vậy thì chúng ta tu tìm cái gì có tiền gì lạ không chỉ là phủi bỏ những cái lộn xộn mới lượm vô đó phải không phủi bỏ cái lộn xộn đang làm rối loạn mình hết có gì đâu phủi bỏ được nó thì giác tính hiện tiền như vậy và đặt câu hỏi lại bỏ cái sẵn là dễ hay bỏ cái mới có là dễ cái nào dễ à, cái mới có mình quăng được còn cái đã sẵn làm sao quăng đâu được mà tại sao nó khó thu à, cái, cái đó là cái mới lượng vô hôm qua hôm kia bữa nay quăng ra thì dễ ở à, còn cái sẵn muôn đời của mình làm sao bỏ được cái không bỏ được mà không chịu giữ, cái bỏ được mà cứ giữ hoài, rồi cứ than thở sao tôi tu, tu không nổi, tôi không nổi là tại sao? Tại cái mới đem vô mà thương, mà tiếc nó, rồi cứ nuôi dưỡng nó, còn cái sẵn kia lại bỏ quên, bởi vậy cho nên Phật thương mình là kẻ mê, si mê, cái không đáng nhớ lại nhớ, cái đáng đáng nhớ lại bỏ, si mê không? Bây giờ giữa đây có người nào hết si mê chưa? Vậy mà chúng ta chấp nhận si mê à? Không làm cái chuyện giác ngộ. Mà đó là chuyện dễ. Cái gì đã sẵn của mình, cái đó bỏ không được. Còn cái gì mới lượm, mới lạc, mới thương, nạp ở đâu đem vô, thì cái đó không cần, quăng nó ra phức cho rồi. Chứ tại sao lại chứa những thứ đó? Chứa cho từ hồi bé tới lớn, đầu nó ốc ách ở trong. Rồi ngồi để tôi đau đầu Tôi không có nổi Thì như vậy là cái gì Còn cái sẵn có nên khi mà phủi hết những cái đó Thì cái tánh giác hiện tiền Thì đó là ông Phật của mình rồi Như vậy thành Phật khó là gì vậy? <laughs> <laughs> Rõ là Cái chuyện không phải khó Mà mình thấy khó đó, Thấy khó đó là si mê. Cho nên Phật nói giảng dị lắm Phật nói đừng có đi tìm phật cấm phật mới tìm phật Cái trâu mà tìm trâu ngu quá <laughs> thiệt là nếu mà nói kỹ thì mình mà lỡ mình làm phật rồi nhìn lại chắc mình thương mình vỡ mà rầy không biết bao nhiêu cái gì mà ngu quá sức vậy cái đắng bỏ không bỏ cái sẵn mà cái kiếm đi tìm rồi than thở như vậy chúng ta mới thấy cái chữ giác tính quan quan giác tính nó rõ ràng nó hiện tiền bây giờ chỉ có sao niềm lòng vằng vặc thì giác tính mới quan quan còn cái niềm lòng mà nó lộn xộn thì giác tính ẩn giác tính ẩn như có gì đó hai cái câu đó là hai cái câu để ứng dụng tu rất là kỹ càng trong mỗi ngày của chúng ta rồi thêm hai câu kế nữa Quý vị thấy dễ hay khó Chẳng còn bỉ thử Tranh nhân chấp ngã Đó. Nếu giác tính quang quang rồi Thì không còn thấy kia Thấy đây Cũng không còn chấp mình Chấp người Thì như vậy Nó khỏe biết mấy Tu mà không còn kia đây Không còn mình người Hên thua phân biệt Thì còn gì nữa tất cả những cái thế tình điên đảo nó sạch hết rồi như vậy thì chỉ bốn câu đây quý vị thấy cái chỗ ứng dụng công phu của ngài rất là rõ ràng thấy tường tận mình có giác tính hiện tiền tu để cho tất cả những cái lăng xăng nó nó vắng lặng hết rồi thì tâm vĩ thử không còn thì chấp nhân chấp ngã đâu có mà giờ không nhân, không ngã, không bỉ, không thử Thì lòng được vằng vặt chưa? Tự nhiên là vằng vặt Còn cái này Luôn luôn lúc nào Ta là số một <laughs> Người số hai, số ba không hả? À? Phải không? Còn lắm nữa thì số ngàn nữa Còn ta là số một Cho nên ta là Là Chủ Còn kia là khách là tạm là bỡ cho nên có bỉ có thử rồi có nhân có ngã ngồi lại hai người nói chuyện có người nào ngồi lại rồi lặng lẽ mà nghe gió thổi nghe chim kêu không hai người ngồi lại à, Vinh kia hôm nọ làm gì đó thấy dễ ghét quá Vinh kia hôm nào đó làm gì đó thấy thiệt là hay rồi cứ bàn tán hết buổi vì bảy tám chục người nhớ người này có gì dở gì hay cái bàn nhớ người kia có cái gì dở gì hay cái bàn có nhiều khi nói quên nó cơm trưa nữa <laughs> phải không cứ bàn nó là bỉ thử đó chứ có gì đâu cứ tâm nó cột trong cái bỉ thử chứ không có gì lạ rồi cứ bàn mà tôi cứ nói hoài tôi nói cái tàng thức nó rất là công bằng có cái gì đem vô nó chứa dùm nó chứa dùm thì chứa một ngàn bao gạo thì chừng lấy ra cũng phải lấy hết một ngàn nó mới sạch cái kho phải không đó mà bây giờ tôi hỏi quý vị có ai đó làm cái gì trái ý mình mà trái nặng đó trái đậm đó mình bực người đó rồi thì gặp người nào quen thân thân cái sao sổ ra sổ ra cho người đó nghe nhưng mà khi sổ ra tức là học thuộc lòng đó là thuộc thêm một lần đó. rồi người thứ nhất tới người thứ hai sổ lần nữa là thuộc thêm một lần nữa tức là cộng là hai lần rồi rồi tới ba bốn cả năm tám chục người mình sổ hết ai cũng nghe hết thì mình thuộc tới cỡ nào thì cái kho mà nó chứa rất là đầy Đầy nhóc ở trong đó Rồi cái mai mốt ngồi lại ngồi thiền Vừa nhớ bỏ Bỏ rồi cái lát nó nhớ bỏ Nhưng mà bỏ được vài ba lần Rồi cái buồn Tại sao ngồi thiền cứ lộn xộn hoài? Tại vì chứa trong không cho nó ra sao được Mới ra rồi bỏ thì còn đỡ Có nhiều khi ra rồi còn theo 5 phút 10 phút để ôm đi ôm lại nữa phải không? Bỏ không đành còn muốn nhồi tới vô nữa Vì vậy mà nó cứ chứa gì Còn bây giờ nếu mà không còn Bị thử nhân ngã nữa còn gì chứa Nghe cái gì qua rồi bỏ Không thèm bàn Không thèm tính lại Thì rồi thì nó hết Như vậy thì Cái lòng của mình Mà chúng ta thường nó trong tâm mình đó, Nó chứa chấp nó không có cố tình, cố ý gì hết á. Anh đem vô bao nhiêu tôi chứa dùm cho anh thôi còn anh muốn bỏ ra thì chừng nào nó ra anh bỏ anh bỏ hết thì thôi chứ tôi không có giữ phải không mà tại mình chứa cái này mới bỏ vô được bỏ ra được đôi ba lần đem vô một trăm lần bỏ ra đôi ba lần rồi cái đem cái khác vô chứa nữa một tháng quý vị phiền não với nhau chừng nhiêu lần chừng nhiêu lần nhiều huynh đệ quá cái mỗi huynh đệ chừng 10 huynh đệ một lần phiền não với mình thì mình chưa cũng khá rồi mà năm sáu chục huynh đệ thì chắc cũng được năm sáu lần mà tháng năm sáu lần đem vô rồi tháng sau năm sáu lần đem vô chưa biết cái thì sao sao mà khó quá nó đầy ốc ếch ở trong à, rồi ngồi tu hết nhớ cái này tới nhớ cái kia hết nhớ cái chuyện đó huynh đó nói cao cao ngạo xử sự với mình không tốt cái rồi lát thì nhớ quên đó có bộ tham ăn quá chia phần ít xịt rồi, rồi cứ nhớ như này nhớ cái riết rồi thành ra rồi giờ tu của mình nó bay đâu mất tiêu hết trơn chỉ là đi ông lại chuyện cũ thôi chứ không có tu hành gì đó là cái lỗi tích lũy của mình đó mà muốn khỏi tích lũy thì phải giết cái tâm bỉ thử chấp ngã chấp nhân đó cái đó mà dứt được rồi thì nó mới mau như vậy thì trần duyên rũ hết thị phi chẳng hề rèn một tâm lòng đêm ngày đoan đã người nào mà được như vậy đó thì trần duyên rũ hết rũ sạch trần duyên thị phi chẳng hề không còn cái gì là thị phi nữa chẳng hề tức là chẳng hề còn một chút nào như vậy thì quý vị thấy bỉ thử không còn nè nhân ngã không chấp nè thì trần duyên rủ hết thị phi không còn dễ làm sao đâu mấy chữ thôi <laughs> như vậy thì cộng lại bốn câu này được bao nhiêu chữ Đúng. 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 có 16 chữ đó mà tôi không biết chừng nào xong bao nhiêu đó. đó Như vậy thì chúng ta mới thấy Cái nhìn, cái tu mà Ngài giải ở đây thật là giản đơn mà đây không phải thầy ngài dạy mình mà ngài kể lại tâm tư của ngài ngài tu trong cái thời gian ở núi nó được như vậy đó rồi rèn một tấm lòng đêm ngày đoan đá một tấm lòng là gì à là dọn dẹp chỉ còn một tâm chỉ còn một tâm mà luôn luôn cả đêm ngày đều săn đón nó hết dọn dẹp nó hết chứ không phải là Nói bỏ cái bỏ hết liền mà luôn luôn phải săn đón đoan đã là săn đón nó nghe ngày đêm gì cũng ngó nó cũng săn đón cũng đuổi dẹp chứ không có phải để mặt tình nó làm gì làm như vậy thì mấy cái câu này chỉ cho cái sự tu hành của ngài Nghĩa là khi mà dứt hết được cái trần duyên thì thị nó không còn trần duyên sạch thị phi không còn thì lúc đó chỉ còn một cái tâm chân thật luôn luôn ngày đêm phải dòm ngó xem chừng nó chứ không phải bỏ giờ ngồi thiền là giờ, giờ đoan đã nó đó phải không Đoan đã nghĩa là săn đón dòm chừng coi đứa nào vừa trồi đầu vậy liền đuổi đi đó, để giữ gìn cho cái tâm nó được an nhiên được thanh tịnh đó quý vị nghe bao nhiêu câu đó thấy đủ tu chưa nghĩa là tu theo ngài là như vậy đó bởi vậy những cái câu này khi người ta nói rằng ngài lên núi yên tử để dòm chừng giặt bắt thì nhìn ở đây nó có dính gì không? Nó rõ ràng chứng minh cụ thể cái gì trong thời gian Ngài ở núi, Ngài diễn tả cho chúng ta nghe, chúng ta biết hết. Mà người đời tại không có chịu nghiên cứu, không chịu thấy được những cái chỗ này cho nên họ hiểu lầm Ngài. Đây, Ngài còn nói thêm, ngồi trong trần thế chẳng quản sự thai vẫn vãng ngàn kia dầu lòng thông dông, dông, thả tức là thông thả <laughs> nghĩa là đêm ngày đã là đoan đã cái tâm rồi bây giờ ngồi trong trần thế ngài ở trong cõi trần ở trên núi trên non này chẳng quản sự thai không có quản gì không có ngại gì không có bận tâm gì đến sự đời thay đổi mặt tình sự đời thay đổi ngài không có bận tâm mà ngài đương làm gì vẫn vẫn ngàn kia dầu lòng thông thả chữ dông nó là thông á vẳng vẳng ngàn kia tức là nghe gió thổi rừng cây văng vẳng lòng ngài rất là thông thả giàu lòng giàu lòng tức là mặc tình lòng mình thông thả chứ không có bận đến cái việc đổi thay của sự đời không có bận được mất sự được mất của thế gian mà ngài chỉ để tâm an ổn nghe tiếng gió lùa thổi trong rừng cây lòng ngài rất an nhiên tự tại đó là để diễn tả cái tâm trong lúc sống ở rừng